Rồi, chào cả nhà nha. Đây là quay nóng tiếp. Rồi hai được mớ rồi. Rồi hai chỗ này rồi. Còn bên kia nữa. Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người coi video nha. Nếu cảm thấy video này thì có ích, hãy cho một like và subscribe, đăng ký kênh. Góc phải màn hình có chỗ góc bên góc phải màn hình có chỗ chữ đăng ký màu đỏ đó, hãy nhấn vào đó và mở cái chuông lên nha. Mở cái chuông lên là mình làm video là nó gửi, nó báo cho về điện thoại của các bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã coi video nha.